Cả nhà ơi, trong video này Hương Vị Quê Shop giới thiệu một cái loại mứt đặc sản rất là ngon luôn và lâu rồi thì shop mới có hàng lại á cả nhà. Đó là mứt tắc nguyên trái quấn. Thì cả nhà mình thấy đây là cái loại mứt tắc nguyên trái quấn mà chiều nay shop vừa mới lên hàng nè cả nhà. Thì đối với cái loại mứt tắc nguyên trái quấn á thì nó sẽ được quấn trong từng cái túi riêng biệt như vậy nè. Do đó mình rất là dễ bảo quản và vận chuyển luôn. Thì đối với cái loại mứt tắc của shop á là khi mà shop làm á là không có ngọt nhiều nha cả nhà. Shop sử dụng đường rất là ít luôn. Thì khi mà mình ăn á thì cái vị ngọt của đường nó hòa quyện với cái vị chua chua ngọt ngọt của trái tắc và cái vị the the của cái vỏ tắc thì làm cho cái vị mình ăn rất là ngon luôn. Thì đây là một trong những cái loại mứt mà lâu rồi shop mới có hàng trở lại nè cả nhà. Thì hiện giờ thì shop lên rất là nhiều các loại mứt tắc quấn này ha. Thì ngoài ra shop cũng còn rất là nhiều cái loại mứt tắc khác nữa. Mứt tắc rim nè, mứt tắc rim muối ớt nè, mứt tắc chanh dây nè, đó mứt tắc và một số cái loại mứt tắc nữa cả nhà. Thì hiện giờ thì shop đang nhận rất là nhiều đơn hàng về cái loại mứt tắc, thì sắp rất là mong nhận được đơn hàng của cái nhà mình về cái loại mứt tắc quấn ha. Cảm ơn cả nhà.